Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo hãng tin Reuters, hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, JCS vừa qua cho biết, phát hiện 11 máy bay của Nga và Trung Quốc đã xâm nhập vùng nhận dạng phòng không IDIZ của Hàn Quốc trong vòng 4 tiếng đồng hồ, buộc Seoul phải triển khai chiến đấu cơ. Sau đó những máy bay này rời đi mà không có sự cố nào hoặc xâm phạm không phận Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốc tiết lộ đã phát hiện các máy bay trên trước khi chúng xâm nhập vào ADIZ. Phản ứng lại, họ đã triển khai máy bay để thực hiện các cuộc diễn tập chiến thuật. Giới chức Hàn Quốc thông tin trong số các máy bay xâm nhập có cả máy bay ném bom và tiêm kích. GCS đánh giá hoạt động trên là một phần trong cuộc tập trận không quân chung giữa Trung Quốc và Nga. Đây không phải là lần đầu tiên máy bay quân sự Trung Quốc và Nga xâm nhập vùng ADIZ của Hàn Quốc. Hai nước này đều không công nhận vùng ADIZ mà Hàn Quốc tuyên bố. Theo hãng tin Yonhap, kể từ năm 2019, Nga và Trung Quốc đã điều máy bay quân sự vào ADIZ của Hàn Quốc một hoặc hai lần một năm trong các cuộc tập trận chung mà không thông báo trước. Lần gần nhất máy bay quân sự của cả Trung Quốc và Nga cùng bay vào ADIZ của Hàn Quốc là vào tháng 12 năm ngoái, khi họ cho biết đang tiến hành một cuộc tuần tra chung trên không. Vùng nhận dạng phòng không là vùng nằm ngoài không phận đương nhiên của một quốc gia và do quốc gia đó tự đặt ra vì lý do an ninh quốc gia hoặc vì lý do nào đó, rất nhiều quốc gia như Mỹ, Canada đã thiết lập ADIZ trong vùng không phận quốc tế tiếp giáp với quốc gia khác. Việc tuyên bố ADIZ là hoàn toàn đơn phương và không dựa trên căn cứ pháp lý và thương thuyết với nước láng giềng. Vì là đơn phương nên các quốc gia quy định ADIZ sẽ có các yêu cầu bắt buộc với các máy bay dân sự khi bay qua khu vực này. Nhưng nhìn chung đều phải tuân thủ các yêu cầu chung. Nếu không gửi báo cáo kế hoạch bay mà xuất hiện trong khu vực ADIZ máy bay dân sự sẽ phải đối mặt với việc bị máy bay quân sự của nước lập ra IDIZ yêu cầu nhận dạng và buộc phải rời khỏi khu vực này ngay lập tức và chịu những biện pháp chế tài khác. Những biện pháp chế tài này cũng được các nước công bố khi thông báo vùng IDIZ. Hàn Quốc đã cho Liên Xô vay 1,47 tỷ đô la Mỹ và lượng hàng hóa trị giá 470 triệu đô la Mỹ trước khi liên bang này tan rã vào tháng 12 năm 1991. Hai bên sau đó đã thỏa thuận rằng Moscow sẽ trả nợ bằng cách chuyển giao cho Hàn Quốc các loại vũ khí, khí tài quân sự hiện đại. Loại vũ khí tối tân đầu tiên Hàn Quốc nhận được từ Nga dưới hình thức thanh toán các khoản nợ từ thời Xô Viết là xe tăng chiến đấu chủ lực T-80U. Tổng số xe tăng T-80 đang phục vụ trong quân đội Hàn Quốc là 35 chiếc, trong đó có 33 chiếc T-80U được chuyển giao trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 1997. Đến năm 2005 Hàn Quốc tiếp tục nhận thêm hai xe tăng chỉ huy T-80 UK. Vào thời điểm tiếp nhận, đây chính là những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh nhất của Hàn Quốc và vượt trội hoàn toàn so với xe tăng của Triều Tiên. Bên cạnh xe tăng T-80U, Hàn Quốc cũng là một trong những khách hàng đầu tiên của dòng xe chiến đấu bộ binh BMP-3 tốt nhất của Nga. Số lượng BMP-3 của Hàn Quốc là 70 chiếc, gồm 33 chiếc chuyển giao trong giai đoạn 1996-1997 và thêm 37 chiếc khác chuyển giao trong năm 2005 cùng đợt với các xe tăng chiến đấu chủ lực T-80. Sau một thời gian sử dụng, những chiến xa từng được Su đánh giá rất cao đã trở nên lạc hậu. Bên cạnh đó, còn không đồng nhất được với hạ tầng kỹ thuật. Bởi vậy Hàn Quốc đã có ý định loại biên. Mới đây, quân đội Hàn Quốc đã sử dụng xe tăng T-80U và xe chiến đấu bộ binh BMP-3 là mục tiêu thử nghiệm sức công phá của máy bay không người lái tấn công. Trong một số bức ảnh được truyền thông đăng tải, có thể thấy ít nhất hai xe tăng T-80U, số 1 và số 2 đã được sử dụng để kiểm tra tính hiệu quả của máy bay không người lái. Ngoài ra, một chiếc BMP-3 cũng có mặt trong khung hình. Có thể đây là những phương tiện đã hư hỏng. Hiện chưa rõ máy bay không người lái của Hàn Quốc được trang bị loại đầu đạn nào. Bức ảnh cho thấy một phần tháp phá xe tăng bốc cháy sau vụ nổ. Giới truyền thông cũng không được tiết lộ mức độ thiệt hại do máy bay không người lái gây ra sau cuộc tấn công vào xe chiến đấu bộ binh BMP-3 tại Hàn Quốc. Cần lưu ý rằng những cuộc thử nghiệm như vậy là rất cần thiết để hiểu các nguyên tắc và tính năng tác dụng trước khi đưa những chiếc UAV tấn công cảm tử như vậy vào những đơn vị tác chiến. Đại diện quân đội Hàn Quốc giải thích, mục đích của cuộc thử nghiệm chiến đấu là tìm cách sử dụng máy bay không người lái, phương tiện tấn công chính trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine trên thực địa tại bán đảo Triều Tiên. Hiện tại, Seoul đang tiến hành nhiều thử nghiệm khác nhau với việc sử dụng máy bay không người lái. Ngoài ra, họ đã lên kế hoạch triển khai phương tiện này với số lượng lớn trong tương lai gần, sẽ hoạt động phối hợp với các hệ thống vũ khí hiện có trước đó truyền thông đưa tin hàn quốc có thể chuyển giao những xe bọc thép này cho ukraine khi bộ trưởng bộ quốc phòng ukraine ông rustem umerov cùng phái đoàn đã có cuộc gặp với tổng thống và người đồng cấp hàn quốc về hợp tác quân sự tuy nhiên hiện tại seoul vẫn từ chối đề nghị cung cấp vũ khí trực tiếp cho kiev Hãng thông tấn Kyoto của Nhật Bản cách đây ít lâu đưa tin, cho biết Washington có kế hoạch triển khai các đơn vị tên lửa đến quần đảo Nanshe thuộc các tỉnh Kagoshima và Okinawa ở phía tây nam Nhật Bản và đến Philippines. Theo đó, Nga mới đây đã cảnh báo nếu Mỹ triển khai tên lửa ở Nhật Bản, điều này sẽ đe dọa an ninh Nga và buộc Moscow phải đáp trả, trong đó không loại trừ biện pháp dân đe hạt nhân chiến thuật. Cụ thể, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo Nhật Bản rằng nếu tên lửa tầm trung của Mỹ xuất hiện trên lãnh thổ của họ, điều này sẽ gây ra mối đe dọa thực sự cho an ninh của đất nước chúng tôi và chúng tôi sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp cần thiết, các bước thích hợp để tăng cường khả năng phòng thủ. Bà lưu ý thêm, Nhật Bản có thể hiểu rõ những biện pháp này bằng cách nghiên cứu các nguyên tắc chính sách dân đề hạt nhân chiến thuật mới của Nga. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, Moscow sẽ cân nhắc triển khai tên lửa tầm ngắn và tầm trung ở châu Á nếu Mỹ triển khai những tên lửa như vậy đến lục địa này. Và khi được hỏi về tuyên bố của ông Ryakov, bà Zakharova từ chối tiết lộ chi tiết nơi Nga có thể bố trí những vũ khí như vậy. Nhưng bà lưu ý rằng một nửa lãnh thổ Nga nằm ở châu Á. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết, Moscow đã gửi một tín hiệu rõ ràng tới Mỹ và các vệ tinh của nước này rằng Nga sẽ phản ứng quyết liệt đối xứng với việc bố trí các tên lửa tầm trung và tầm ngắn trên đất liền ở nhiều nơi trên thế giới. Bà cảnh báo, phương Tây không nên nghi ngờ về tiềm năng của Nga sau khi nước này phóng một tên lửa tầm trung siêu thanh mới mang tên Oresnik vào một mục tiêu ở Ukraine hồi tuần trước. Được biết, Moscow lần đầu tiên sử dụng tên lửa Oresnik trong điều kiện thực chiến sau khi Mỹ cho phép Ukraine dùng tên lửa chiến thuật atom do Washington cung cấp để tấn công vào sâu lãnh thổ Nga tuy nhiên reuters dẫn đánh giá của giới tình báo mỹ cho rằng việc phương tây dỡ bỏ hạn chế vũ khí tầm xa với ukraine sẽ không dẫn đến nguy cơ phức tạp hóa tình hình nguồn tin này nhận định mọi đánh giá đều thống nhất rằng việc sử dụng tên lửa atom ms không làm thay đổi tính toán của nga theo giới tình báo mỹ thay vì căng thẳng hạt nhân chiến thuật nga sẽ tìm cách đáp trả tương xứng với những gì họ cho là hành động làm tình hình khó giải quyết hơn từ phía mỹ ví dụ Moscow có thể mở rộng chiến dịch tấn công các mục tiêu ở châu Âu, gia tăng áp lực lên phương Tây về việc ủng hộ Ukraine. Nga đã sử dụng tên lửa siêu vật âm Oresnik để tấn công Ukraine vào tuần trước và mô tả đây là loại tên lửa hiện đại, không thể bị đánh chặn. Điều này đã khiến giới chuyên gia quân sự phương Tây bắt đầu tò mò, tìm hiểu và phân tích công nghệ, cách thức hoạt động của loại tên lửa này. Theo đó, các chuyên gia quân sự phương Tây đã tiến hành phân tích các mảnh vỡ thu được từ tên lửa Oresnik đã được sử dụng để tấn công Ukraine, cũng như cách thức loại tên lửa này chút nhiều đầu đạn xuống khu vực cùng một mục tiêu. Loại tên lửa Oresnik được thông báo là mang được 6 đầu đạn. Trên cơ sở đó, các chuyên gia phương Tây nhận định các công nghệ mà Oresnik sử dụng thực chất là công nghệ cũ đã được sử dụng nhiều năm trên các loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM nhưng đã được phía Nga thiết kế theo cách mới. Ông Jeffrey Lewis, giám đốc chương trình không phổ biến vũ khí hạt nhân chiến thuật Đông Á ở Mỹ, lưu ý rằng Tất cả các tên lửa đạn đạo có tầm bắn như tên lửa Orsnik đều thuộc loại siêu vật âm và có thể bị các loại tên lửa đánh chặn như Arrow 3 của Israel và SM-3 Block 2A của Mỹ phá hủy. Sau khi phân tích hình ảnh những phần còn lại của tên lửa Orsnik, ông Lewis đã tìm được hai mảnh vỡ lớn nhất của bộ phận mang đầu đạn nằm ở đầu tên lửa và sẽ được thả xuống khi tấn công mục tiêu. Ngoài ra, phần lớn trong các mảnh vỡ thu được có chứa một phần của bộ phận dẫn đường, bình nhiên liệu và các thiết bị điện tử khác. Ông cho biết không có công nghệ mới nào trong tên lửa đạn đạo tầm trung IRBM của Nga tấn công Ukraine. Tuy nhiên, ông đánh giá loại tên lửa mới này của Nga có cách thiết kế mới, nhưng không phải là mới hoàn toàn. Ông nói rằng tên lửa không có quá nhiều sự thay đổi trong cách phát triển vũ khí thông thường, mà là một loạt các công nghệ cũ được kết hợp theo một cách mới. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, tên lửa Oresnik của Nga được cải tiến từ RS-26, một tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật, đã được thử nghiệm nhưng chưa chính thức sử dụng. ORESnik được thiết kế với một tầng tên lửa đẩy đã bị loại bỏ, giảm tầm bắn và có thể mang đầu đạn thông thường, nhưng theo các chuyên gia, điều này không gây ra sự tàn phá lớn. Mỹ từng cân nhắc sử dụng ICBM không mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật, nhưng từ bỏ do rủi ro gây nhầm lẫn với một cuộc tấn công hạt nhân. Nga hiện sở hữu rất nhiều tên lửa uy lực trong kho vũ khí của mình, mỗi loại đều đóng vai trò quan trọng trong phòng thủ chiến lược của đất nước và làm nổi bật trình độ công nghệ của tổ hợp công nghiệp quân sự Nga. Thứ nhất là tên lửa Resnik Hajan-3 đã thu hút sự chú ý của toàn cầu sau khi lực lượng vũ trang Liên bang Nga tấn công các nhà máy của Ukraine. Cuộc tấn công diễn ra sau khi phương Tây cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công lãnh thổ Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Oresnik là tên lửa đạn đạo siêu thanh, có thể đạt tốc độ lên tới Mach 10, bất khả xâm phạm trước mọi hệ thống phòng không hiện đại. Một số chuyên gia coi đây là phiên bản tương tự của RS-26 Rubes. Mỗi đầu đạn tên lửa có thể mang theo tới 6 đầu đạn con, trong khi đầu đạn hạt nhân có thể có sức mạnh lên tới 1 megaton. Điều đó giúp tên lửa có thể tấn công các mục tiêu ở châu Âu trong vòng từ 8 đến 19 phút. Thứ hai là tên lửa Kinzhan. Nga sử dụng tổ hợp Kinzhan Dagger chống lại nhiều mục tiêu khác nhau như một phần của hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine. Hệ thống Kinzhan được giới thiệu vào tháng 3 năm 2018. Nó có khả năng đạt tốc độ lên tới Mach 12. Tên lửa có thể được phóng từ máy bay MiG-31 và Su-34 và sẽ được phóng từ máy bay Tu-22M3 trong tương lai. Năm 2022, một tên lửa Kinzhan đã phá hủy 5 bệ phóng Patriot ở Kiev. Tổ hợp này có thể mang theo đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân nặng khoảng 500 kg và có tầm bắn hơn 2.000 km. Thứ ba là R-30 Bulava. Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa R-30 Bulava là tên lửa 3 tầng, động cơ đẩy chất rắn, mang 6 đầu đạn dẫn đường riêng biệt. Mặc dù các đặc tính kỹ chiến thuật chưa được tiết lộ chính thức, thông tin ban đầu cho thấy tầm bay của nó khoảng 10.000 km, trọng tải 1,1 tấn và độ lệch mục tiêu từ 120m đến 350m. Bulava phóng nhanh hơn so với các tên lửa trước đó. Đặc biệt, khả năng phóng dưới lớp băng giúp tàu ngầm khó bị phát hiện từ vệ tinh, tăng tính bí mật và khó bị ngăn chặn. 4 là quỷ sa tăng R36M. R36M Satan là hệ thống tên lửa chiến lược. Vũ khí này dài 33,65m, nặng 208 tấn. Tên lửa có tầm bắn 16.000 km. Nó được trang bị tên lửa nhiên liệu lỏng 2 tầng, 15A14 và được phóng từ silo 15P714. Tên lửa được thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 1973 khi nó trở thành hệ thống đạn đạo mạnh nhất. Năm 1988, một phiên bản cải tiến của R-36M2, Voyvodá, đã được giới thiệu có khả năng chống lại các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại của Hoa Kỳ. Năm là Topol-M, RT2PM2, Topol-M. Topol có nghĩa là cây dương, là tên lửa đạn đạo liên lục địa, dài 22,7 m và đường kính 1,86 m, nặng 47,1 tấn. Tên lửa có tầm bắn 11.000 km. Đây là tên lửa nhiên liệu rắn 3 tầng với thân bằng sợi thủy tinh. Nó được phóng lần đầu tiên vào cuối năm 1994. Tính đến cuối năm 2012, Nga có 60 silo và 18 hệ thống tên lửa di động trực chiến. 6 là RS-24 Yas RS là hệ thống tên lửa chiến lược khai hỏa từ bệ phóng di động hoặc từ hầm ngầm với đa đầu đạn phân hướng MIRV Tên lửa này được phát triển bởi Viện Công nghệ nhiệt Moscow và là một biến thể của hệ thống tên lửa Topol M. Yas có thể mang từ 4 đến 6 đầu đạn hạt nhân 300 kg, có đủ sức phá hủy mọi mục tiêu của đối phương. Chính vì uy lực và những khả năng tác chiến vượt trội trên, tên lửa RS-24 Yas được mệnh danh là con trai của quỷ Satan. tăng. Ngoài ra còn có các loại tên lửa đáng gờm khác như UR-100N, Molodes, KH-101, KH-102, Buria, Iskander, Jokon, Shamat, và calip